Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Jenny sẽ trở lại bằng phần điểm tin Việt Nam thưa quý vị. Mỗi người Việt Nam gánh 30 triệu đồng nợ công. Trung bình mỗi người dân Việt Nam hiện gánh khoảng 30 triệu đồng nợ công và con số này sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay. Thông tin này được công bố trong báo cáo của Chính phủ Hà Nội gửi Quốc hội Việt Nam vào ngày 25 tháng 10. Theo đó, đến cuối năm 2016, nợ công của Việt Nam là 2,8 triệu tỷ đồng, bằng 63,6% GDP. Dự kiến đến cuối năm 2017, nợ công sẽ tăng lên 3,1 triệu tỷ đồng, nhưng so với GDP lại giảm xuống còn 62,6%. Và đến cuối năm 2018, nợ công sẽ đạt mức 63,9% GDP. Chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận hệ số trả nợ khá cao và đang có xu hướng tăng lên. Điều này gây áp lực cho việc bố trí nguồn trả nợ từ ngân sách nhà nước. Dự kiến sang năm, chính phủ sẽ vay mới để trả nợ gốc hơn 146.700 tỷ đồng, vay trước ngày và cho vay lại 40.000 tỷ đồng và vay bù đắp bội chi khoảng 195.000 tỷ đồng. Trong báo cáo, Việt Nam khẳng định quan điểm là vay để đầu tư chứ không vay cho chi thường xuyên, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát nợ công trong thời gian tới, như là giao cho doanh nghiệp tự vay tự trả trong giới hạn được chính phủ cho phép, hay là huy động nhà tài trợ sử dụng vốn ODA, thưa quý vị. Tuyên án 6 năm tù cho nhà hoạt động Phan Kim Khánh. 6 năm tù giam và 4 năm quản chế là bản án mà Tòa tỉnh Thái Nguyên vào ngày 25 tháng 10 đã tuyên bố đối với sinh viên Phan Kim Khánh, nhà hoạt động sử dụng công cụ mạng xã hội để nói lên tình trạng tham nhũng và các vấn đề xã hội khác tại Việt Nam. Cáo buộc mà cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra với sinh viên Phan Kim Khánh là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Phan Kim Khánh tại phiên sơ thẩm vào ngày 25 tháng 10 ở Thái Nguyên, cho hay chỉ có ông Phan Kim Dung, bố của Phan Kim Khánh, được tham dự phiên tòa với vai trò người có nghĩa vụ liên quan đến phần dân sự, tài sản của vụ án. Cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng cùng một số nhà hoạt động khác đến trước Tòa án Thái Nguyên vào ngày 25 tháng 10, nhưng không được cho phép vào dự phiên tòa. Sinh viên Phan Kim Khánh sinh năm 1993, nguyên là Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên. Anh bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm nay, chỉ vài tháng trước khi hoàn thành chương trình đại học. Truyền thông trong nước loan tin, từ tháng 3 năm 2015, Phan Kim Khánh đã lập và quản trị hơn 2 trang blog, 3 tài khoản Facebook và 2 kênh YouTube. Cơ quan công an cho rằng Phan Kim Khánh dùng các trang mạng xã hội để đăng nhiều thông tin mà theo công an Việt Nam là có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống nhà nước Việt Nam. Phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hôm 24 tháng 10 cũng ra tuyên bố đòi chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho sinh viên Phan Kim Khánh và kêu gọi các nhà tài trợ cho Việt Nam và các lãnh đạo trong khu vực cần có yêu cầu Hà Nội phóng thích những tù chính trị trong nước trước khi có APEC, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc. Neo neo neo, ngày neo đâu có bèo. Neo neo neo, tiền vô đầy ngăn kéo.
không bằng neo đâu. Học phí tốn kém ra trường lại lâu nha, chỉ vài trăm giờ bằng neo ta có. Mày mày vui vui cứ thế tiền vô. Trăm đô bằng neo ta có, ta sáng tối mình sống lai rai. Yeah! Nếu muốn chắc cú có thêm nghề hè nha. Yeah! Cắt tóc mi trắng mi đen đừng chê. Hey! Móng tay móng chân ta mài ta vua, nhiều chuộng đủ cách vì khách là vua. Yeah! Neo neo neo, bàn tay ta phải khéo. Neo neo neo, nghề neo đâu có bèo.